sát vào nhé, từ cửa sát vào thì chỗ này là ngày xưa là cái hành lang chung, nó không có cái tranh này đâu, cái tranh nó ở chỗ này thì bây giờ nó vướng thì đưa nó ra đây. Đấy. Đấy là cái bếp cũ này. Đấy. Anh Hùng anh ấy nhờ